Hôm nay Tâm cũng xin giới thiệu với các bạn về một cái tuyến điểm du lịch khá là nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Nói về thành phố Hồ Chí Minh thì ai cũng biết đến là được đánh giá là một cái thành phố kinh tế lớn đứng thứ nhì, nhất nhì của nước ta hiện nay. Mặt khác thì thành phố nó còn thu hút khách du lịch bởi những tiếng điện rất là hoài cổ với những cái kiến trúc độc đáo theo những cái phong cách của châu Âu, và cái bưu điện thành phố Hồ Chí Minh chính là cái điển hình đặc trưng đó. Để mà mình biết nó đặc trưng như thế nào hay là những cái nó độc đáo ra sao, hôm nay chúng ta cũng cùng nhau đi khám phá thử nhé. Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh tọa lạc ở số 2 đường Quảng Trường Công xã Paris, phường Bến Nghé, quận Nhất. Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh nằm ngay trung tâm của thành phố, bên cạnh của nhà thờ Đức Bà, nên cái việc mà đi lại ở đây rất là thuận tiện. Bạn có thể dễ dàng đi lại đến đây, tiện hơn là xe máy hoặc có thể là xe buýt để đến tham quan. Và là một cái công trình kiến trúc được đánh giá là tuyệt vời của thành phố, mỗi ngày thì có rất nhiều khách đến đây để tham quan bởi những cái nét độc đáo về kiến, và được đắm mình với những thế giới cổ xưa, được những cái vật thể như là hòm thư, rồi cho đến những các quầy gội điện, và cũng có thể đến đây đơn giản đến đây là để nghỉ chân trên những cái chiếc ghế gỗ dài tinh bóng gạch ni mà cái tuổi đời của nó đã lên tới hàng trăm năm. Và khi vào bên trong tòa nhà bưu điện thì mọi người có thể ngỡ như thời gian đang trôi chậm lại, ở bất kỳ một cái góc nào cũng có thể bắt gặp trong Sài Gòn. Sau khi mà được dân Pháp đánh chiếm thành gia đình á, chiếm được Sài Gòn và người Pháp đã cho thiết lập cái hệ thống thông tin liên lạc năm 1860, người Pháp đã cho xây sở dây thép Sài Gòn, tức là bưu điện Sài Gòn, ngay cái vị trí trung tâm của thành phố ngày hôm nay. Người thiết kế công trình này là Gustave Eiffel. Ông là một kiến trúc sư rất là nổi tiếng người Pháp, đã thiết kế ra được tháp Eiffel tại Paris, từ nữ thần tự do ở New York. Còn riêng về Việt Nam thì ông cũng là người thiết kế cầu Long Biên tại Hà Nội, cầu Tràng Tiền ở Huế. Năm 1864, những cái lá thư đầu tiên được dán tem con cò, đây là loại tem xuất hiện đầu tiên tại Việt Nam, đã được gửi từ Sài Gòn đi khắp nơi trong đất nước, trong và ngoài thế giới. Năm 1886, bưu điện khởi công xây dựng lại theo cái đồ án mới do nhu cầu sử dụng của người dân thành phố ngày càng tăng. Và sau đây thì chúng ta cũng xin mời các bạn đi khám phá về những cái kiến trúc độc đáo của bưu điện tại Sài Gòn. Về phía mặt tiền của bưu điện có những cái kết cấu hình khối với các những vòm cung trên phía trên, các ô cửa, hệ thống cột trụ của phần mặt tiền gồm 20 trụ cột đều có những cái cấu hình khối vuông vắn, trên những cái đầu trụ có gắn những cái phù điêu có những cái hoa văn đắp nổi rất là công phu. Phần trụ khoảng giữa tầng 2 và tầng trệt thì của tòa nhà thì có những cái mảng phù điêu mà nó ôm trọn những cái phiến đá hình chữ nhật. Trên nổi phiến đá đó thì được có ghi tên một nhà khoa học và đã có công đóng góp to lớn cho nền văn minh nhân loại trong lĩnh vực điện và điện tính. Nếu cái hệ thống ở cửa sổ hình khối của hai bên tòa nhà đều là có những hình vòm cung và hơi vòm, thì riêng ở giữa thì là những các cửa sổ này thì có hình chữ nhật và có những cái đường viền, đường chỉ, hoa văn khỏe quắn rối đăng, gợi nhớ cho một kiến trúc nhà ga xe lửa ở châu Âu. Khi vào bên trong của tòa nhà tiền sảnh thì có những hình mái vòm là tương ứng với cái cửa ra vào. Tại đây thì đang có hiện có là 38 cái quầy phục vụ khách hàng với những đủ hết những cái loại dịch vụ từ hiện đại đến những truyền thống. Phía trên của tiền sảnh có treo hai tấm bản đồ. Tấm bên phải là bản đồ Sài Gòn và các vùng lân cận vào năm 1892. Tấm bản đồ bên trái là bản đồ lưới điện của Việt Nam và Campuchia năm 1936. Chính giữa của bưu điện thì có 4 dãy cái bàn lớn được xếp dọc để phục vụ người dân khi mà có nhu cầu khai báo hay là ghi chép thư từ bưu phẩm. Bưu điện hoạt động thì bình thường vào tất cả các ngày trong tuần để phục vụ du khách, du lịch và người dân của thành phố khi có nhu cầu đến bưu điện, từ những cái dịch vụ hiện đại cho đến truyền thống. Tiêu biểu cho các dịch vụ truyền thống như là bưu phẩm, ghi số, hẹn giờ, văn hóa lưu niệm, điện hoa và phát triển nhanh. Điều đặc biệt ở đây nữa là khi các bạn đến với cái bưu điện thành phố thì các bạn có thể bắt gặp được ông Dương Văn Ngô, ông tức cụ nhân viên bưu điện năm 1952, là người viết thư cuối cùng của bưu điện trung tâm Sài Gòn. Dù đã nghỉ hưu được nhiều năm nhưng ông vẫn còn muốn góp sức mình để phục vụ người dân khi còn được sức khỏe. Trải qua hàng trăm năm tồn tại, bưu điện trung tâm Sài Gòn hiện vẫn là một công trình kiến trúc đẹp và ấn tượng. Song hành với những kiến trúc cổ khác, bưu điện thành phố Hồ Chí Minh, Tâm cũng
rất là xin cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe. Rất mong các bạn ủng hộ và chia sẻ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.